tàu chiến Đức đi qua Biển Đông, đòn gió hay chiến lược. Việc Đức đưa tàu chiến vào Biển Đông không hướng tới thể hiện quan điểm mới với tranh chấp lãnh thổ hay tác động tới sự ổn định của khu vực. Tuần vừa qua, truyền thông quốc tế đưa tin Đức sẽ đưa tàu tuần dương tới Biển Đông trong hải trình tới châu Á vào tháng 8 năm 2021. Một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng mạnh trước thông tin này, cho rằng việc đi lại này không nên được coi là cái cớ để làm suy yếu chủ quyền và an ninh các quốc gia ven biển. Trước đó, Bộ quốc phòng nước này nhấn mạnh sẽ phản đối bất cứ quốc gia nào lấy lý do tự do hàng hải để can thiệp vào các vấn đề khu vực và làm ảnh hưởng tới lợi ích chung các quốc gia khu vực. Tuy nhiên, liệu nhận định này có chính xác? Duy trì sự trung lập. Công hàm mới nhất của Anh, Đức và Pháp gửi liên hợp quốc tháng 9 năm 2020 đã nêu rõ Đức không tỏ rõ lập trường về tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Điều này từng được đề cập trong tuyên bố của Liên minh châu Âu (EU) sau phán quyết của tòa trọng tài thường trực năm 2016 chưa có gì cho thấy hành động tới của Đức thể hiện sự thay đổi lập trường trong vấn đề này. Đầu tiên, theo nguồn tin chính thức, tàu chiến Đức sẽ không đi qua khu vực 12 hải lý của bất cứ thực thể nào trên Biển Đông và chỉ thực hiện quyền tự do hàng hải trong hải phận quốc tế. Mục tiêu của chuyến đi là củng cố tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và không nhằm thách thức bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào. Thứ hai, theo lịch trình, Tàu Chiến Đức sẽ không giữ bất kỳ cuộc tập trận nào và được cho sẽ thăm cảng ở Australia, tuần tra ở bán đảo Triều Tiên, thăm Nhật Bản, Singapore trước khi đi qua Biển Đông để về Đức. Do đó, khó có thể nói rằng Biển Đông là điểm nhấn trong chuyến hải trình này. Theo nguồn tin chính thức, tàu chiến Đức sẽ không đi qua khu vực 12 hải lý của bất cứ thực thể nào trên Biển Đông và chỉ thực hiện quyền tự do hàng hải trong hải phận quốc tế. Thứ ba, hoạt động của Đức có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với hoạt động và kế hoạch triển khai lực lượng trong khu vực của hai nước còn lại trong nhóm Bộ Tam Châu Âu, E3, là Anh và Pháp. Paris không còn xa lạ với khu vực này. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Pali tuyên bố hai tàu nước này, trong đó có một tàu ngầm hạt nhân, đã tiến hành tuần tra hàng hải trên Biển Đông không báo trước. Ít lâu sau, tàu tuần dương Pháp Rio đã tập trận chung với tàu Mỹ và Nhật Bản tại khu vực. Paris cũng cho biết sẽ điều tàu tấn công đổ bộ Challenger và tàu tuần dương Sir tới Biển Đông hai lần trong khuôn khổ nhiệm vụ thường niên JINDAS từng được triển khai tại đây giai đoạn 2015, 2017. Mới đây, Anh tuyên bố sẽ triển khai tàu sân bay mới nhất HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông quý 1, 2021, đồng thời dự kiến công bố chiến lược quốc phòng ngoại giao tổng thể tập trung vào Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vào giữa tháng 3. Trước đó, năm 2018 anh từng nhiều lần thách thức yêu sách chủ quyền phi lý tại quần đảo Hoàng Sa khi cử tàu đổ bộ SMS Albion thực hiện quyền tự do hàng hải. Gần đồn cũng từng hợp tác với Paris tuần tra tại khu vực đá vành khăn, đá Subi và đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Tính tới nay, anh đã cử năm tàu chiến thực hiện các hoạt động tương tự trên Biển Đông. Không như anh hay Pháp, Đức không sở hữu lãnh thổ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khiến sự hiện diện của tàu chiến nước này tại đây rõ ràng không mang tính khiêu khích như lời Trung Quốc nói. Paris có lãnh thổ tại vùng Ấn Độ Dương, New Caledonia, Wallis and Futuna, Polynesia và Clipperton, còn London duy trì sự giám sát với phần lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương và nhóm quần đảo Pitcairn. Đó là còn chưa kể từ Australia, một thành viên tích cực của khối thịnh vượng cùng liên kết chặt chẽ với Anh. Lần cuối tàu Đức tới khu vực này là năm 2002 trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản. Với chuyến hải trình dự kiến diễn ra vào tháng 8, Đức là quốc gia cuối cùng trong nhóm E3 có hiện diện quân sự tại đây sau khi công bố tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tính toán kỹ càng. Thứ tư, Berlin thường dành nhiều thời gian cân nhắc kế hoạch triển khai hải quân tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và lần này không phải là ngoại lệ. Năm 2019, có tin tức cho rằng tàu Đức có thể đi qua eo biển Đài Loan hoặc thực hiện quyền tự do hàng hải trên biển Đông, song điều này đã không xảy ra. Năm ngoái, Đức được cho là đã nhiều lần thảo luận với Nhật Bản về triển khai lực lượng tại khu vực, song cả hai bên đều không xác nhận thông tin này. Theo một số nguồn tin, cho tới tận tháng 2 năm 2021, giới hoạch định chính sách của Đức vẫn còn bất đồng về chuyến hải trình sắp tới với quan ngại về vấn đề phát sinh khi di chuyển ở khu vực Biển Đông. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay chính xác hơn là hướng dẫn chính sách của Đức cũng phản ánh cách tiếp cận thận trọng này cụ thể văn bản này đề cập hàng loạt tranh chấp biên giới nguy cơ bá quyền cạnh tranh công bằng trong khi phát triển các kết nối và quan hệ gần gũi với các nền dân chủ berlin thường dành nhiều thời gian cân nhắc kế hoạch triển khai hải quân tại ấn độ dương thái bình dương và lần này không phải là ngoại lệ trong lĩnh vực an ninh văn bản này chỉ đề cập các mục tiêu chung chung như bảo vệ nguyên tắc của uncos mở rộng hợp tác và đối thoại quốc phòng giải thích về các hình thức hiện diện trên biển với ngôn ngữ tích cực không mang tính đối địch Vấn đề chủ quyền không được đề cập, dù Đức sẽ cân nhắc tham gia tập trận với một số đối tác. Trong khi đó, Pháp, quốc gia duy nhất trong E3 với văn bản có trọng tâm về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trực tiếp đề cập ảnh hưởng ngày một lớn, tham vọng của Trung Quốc và nhận định sáng kiến vành đai và con đường Rì, của Bắc Kinh là thách thức ngày càng lớn. Khi ấy, Pháp, với tư cách cường quốc biển hàng đầu, cần phản đối tham vọng đơn phương và tiến hành tập trận và hoạt động can thiệp, triển khai các chiến dịch quân sự chuyên biệt. Thêm vào đó, tầm nhìn của Pháp không chỉ hướng về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Pháp mà còn của toàn khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Paris sẽ đóng góp vào duy trì chủ quyền các quốc gia khu vực. Lời lẽ này là khác hẳn so với cách tiếp cận của Berlin. Suy cho cùng, hải trình sắp tới của tàu Đức tới Biển Đông đã được tính toán kỹ càng, phù hợp với lập trường trung lập truyền thống của nước này trong các tranh chấp lãnh thổ. Qua đó, nó hướng tới củng cố nguyên tắc về đi lại trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, thay vì làm suy yếu tuyên bố chủ quyền của các quốc gia hay sự ổn định của khu vực như phía Trung Quốc từng nhấn mạnh. Nga cảnh báo trả đũa nếu Mỹ lắp đặt tên lửa ở Nhật Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, việc Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Á, Thái Bình Dương có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới và sự đối đầu với hậu quả khôn lường. Phát biểu với truyền thông hôm ngày 12 tháng 3, Phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nêu quan điểm của Moscow liên quan đến thông tin do báo chí Nhật đăng tải rằng Washington và Tokyo đang thảo luận về các kế hoạch lắp đặt vũ khí Mỹ tại đất nước mặt trời mọc trước tháng 8 năm 2019, thời điểm tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump rút nước này khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, INF, các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn đều bị cấm. Tháng 2 năm 2019, Washington bắt đầu quá trình rút khỏi thỏa thuận với cáo buộc Moscow không tuân thủ những cam kết đã ký. Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Sputnik trích dẫn lời bà Zakharova nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng hành động một cách bình đẳng và mang tính xây dựng nhằm tăng cường an ninh quốc tế sau khi hiệp ước Infer kết thúc. Năm ngoái, tại hội nghị của câu lạc bộ thảo luận ban đây, một tổ chức tư vấn uy tín, Tổng thống Nga Vladimir Putin quả quyết Moscow sẽ thực hiện các bước trả đũa nếu Mỹ hiện thực hóa ý định triển khai các tên lửa từng bị cấm ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó Mark Esper tiết lộ, Washington đã lên kế hoạch tăng số tên lửa của nước này ở châu Âu và châu Á. Tàu ngầm tối tân nhất của Mỹ thất thủ vì nguyên nhân không ngờ, USS Connecticut, một trong những tàu ngầm tối tân nhất của Hải quân Mỹ, bị rệp dương xâm nhập đến mức nhiều thủy thủ phải sơ tán và ngủ trong xe riêng của họ. Theo kênh CNN, những phản ánh đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12 năm ngoái. Nhiều thủy thủ báo cáo về tình trạng lây lan rệp giường lúc con tàu đang được neo đậu tại căn cứ Keith Bremerton ở bang Washington. Dù vậy, phải mất hơn 2 tháng thì các nhà côn trùng học mới có thể phát hiện và xử lý tình trạng này. Hạm trưởng Amanda Gray, phó cán bộ phụ trách lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, nói với cnn rằng ngay sau khi các thủy thủ đệ đơn khiếu nại về tình trạng rệp giường lên lãnh đạo lực lượng hải quân, một nhóm kỹ thuật viên y tế dự phòng đã được bệnh viện hải quân Bremerton cử đến USS cúc để tiến hành khám xét sau khi xác định được các ổ rệp trên giường nhóm kỹ thuật viên đã tiến hành xử lý hóa học đối với tất cả các bề mặt bị lây nhiễm và tiến hành sơ tán các thủy thủ bên trong tàu ngầm tuy nhiên gia đình một số thủy thủ đã phản ảnh với truyền thông địa phương rằng những thủy thủ này phải ngủ trong ô tô trong quá trình sơ tán hạm trưởng Amanda Gray sau đó xác nhận với cnn rằng một cơ sở tạm trú đã được thiết lập cho các thủy thủ khi tàu ngầm đang được phun khử khuẩn bà cũng cho biết không có vấn đề sức khỏe nào được ghi nhận bởi các thủy thủ trên tàu trong thời gian bị rệp giường xâm nhập trừ một số vết cắn trên cơ thể sau quá trình khử khuẩn việc kiểm tra định kỳ trên tàu uss connecticut vẫn sẽ tiếp tục trong đó có việc thường xuyên giặt giũ nệm và khăn trải giường để đảm bảo rệp giường không còn đứt sống bên trong con tàu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ ghi nhận rệp giường đang lây lan nhanh ở nhiều vùng trong thời gian gần đây chúng ẩn náo gần chỗ ngủ của con người như đường khâu núi lò xo của nệm ngủ khung giường và đầu giường. Vết cắn của rệp dù không nguy hiểm nhưng vẫn có thể gây dị ứng. Phi công say rượu hạ gục chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine. Avia.gov đưa tin một sĩ quan say rượu của lực lượng vũ trang Ukraine đã hạ gục một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Cụ thể, không quân Ukraine chịu tổn thất phi chiến đấu đầu tiên trong năm nay. Theo ghi nhận, một máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ 4 do Liên Xô và Nga thiết kế chế tạo được biên chế cho lữ đoàn 40 hàng không chiến thuật của không quân Ukraine đã bị hư hỏng nặng do hành động của một sĩ quan trong lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các nhân chứng, người này đã hạ gục một máy bay chiến đấu bằng cách đâm nó vào một chiếc ô tô, kết quả là đã xảy ra hỏa hoạn và chiếc máy bay bị thiệt hại nghiêm trọng do ngọn lửa cháy dữ dội. Hiện nay, tiêm kích MiG-29 đã ngừng hoạt động và không thể sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khi có thông tin cho rằng chiếc máy bay hư hỏng của không quân Ukraine chỉ mới trải qua quy trình sửa chữa và hiện đại hóa gần đây. Không quân Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc, tuy nhiên rõ ràng thủ phạm gây ra vụ việc sẽ phải bồi thường tiền sửa chữa chiếc chiến đấu cơ. Phát triển từ phòng thiết kế Mikoy nổi tiếng, MiG-29 được đưa vào biên chế đã gần 40 năm. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, gọi MiG-29 là Fulcrum. Các nhà lãnh đạo Xô Viết khi ấy kỳ vọng MiG-29 có thể đối đầu với các máy bay tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ như F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet. MiG-29 có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 2.200 km h tầm hoạt động 1.500 km. Trang bị hỏa lực chính của máy bay này là một pháo bắn nhanh 30mm và 7 móc, treo vũ khí cho phép lắp bom, tên lửa và thùng dầu phụ. MiG-29 sử dụng được 10 kiểu tên lửa, 4 loại bom, cùng thiết bị gây nhiễu. MiG-29 trang bị một hệ thống phòng thủ được thiết kế để cảnh báo kịp thời cho phi công về nguy cơ bị tấn công, trong đó cảnh báo hướng có thể bị tấn công, cũng như có khả năng gây nhiễu hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương. Ngoài ra, trên máy bay có lắp phương tiện radar cảnh báo FPO-15LM Berioza để bảo vệ máy bay chống lại vũ khí dẫn đường cảm ứng nhiệt có hệ thống gây nhiễu thủ động được thực hiện bằng cách phóng ra các mục tiêu giả tầm nhiệt dưới dạng những viên đạn. Trước đó, theo National Interest, MiG-29 nâng cấp có thể được coi là một phương tiện chiến đấu hiện đại vì nó được trang bị hệ thống điều khiển bay và các loại vũ khí tối tân cho phép máy bay hoạt động trên không ở các mức độ phức tạp khác nhau. Tính năng chính của MiG-29 mới được nâng cấp là trang bị tác chiến vô tuyến điện tử đặc biệt, bảo vệ máy bay khỏi hệ thống phòng không và đánh chặn của đối phương.